Là Trần Cảnh Thị Hiền. Cái gì? Dạ Trần Cảnh Thị Hiền. Trần Cảnh Thị Hiền. Em đọc lại tên bạn gái coi. Trần Cảnh Thị Hiền. Ờ. Ủa sao tên nó ngộ ngộ vậy? Dạ tại vì ba của em họ tên Trần ngộ Cảnh. Chứ người cũng ngộ chị. Dạ. Người ngộ là người sao? Anh ơi, sao mà chưa gì hết anh nói em ngộ rồi là ngộ. Ủa, sao ngộ anh? Ngộ là sinh. Là sinh, sinh như giống như chị Cát Tường vậy. Trời ơi, biết định ghê luôn á. Bắn một mũi tên chết hai con nhà ăn ghê thiệt. Trần Cảnh. Dạ. Là tên ba. Là họ của ba em. Ừ. Dạ. Ồ, rồi vậy là quê em ở miền Trung hả? Dạ, đúng rồi, ba gốc của em là ở Quảng Nam. À. Dạ. Tên đặt tên hay ha. Trần Cảnh đồ thị. Dạ, thị. Bởi là thì... con gái ngày xưa đó chị. Thì nên phải có chữ thị. Dạ đúng rồi. Trần Cảnh thì tên rất là dễ thương. Ở nhà thì em cũng xem phim lớn với còn xem phim hoạt hình á. Mình đẹp tôm series á. À, người lớn mà vẫn xem phim hoạt hình mà. Dạ, tôi tưởng nó thích xem phim người lớn. Với hồi đó em có đi bộ đội á, cho nên cái chương trình mà có bộ đội rồi đó là em thích xem. Ừ, ok. Ồ, có đi bộ đội nữa hả? Đi mấy năm? Dạ, em đi 2 năm. À, rồi. Hồi nãy em nói điểm yếu chưa? Dạ, em chưa nói chưa điểm yếu. Chưa điểm yếu, rồi. Dạ, điểm yếu của em là em khá là thẳng tính và cũng hơi nóng tính. Em cái gì mà em đã không thích thì em sẽ thể hiện ra ngay mặt chứ em không có giấu trong lòng được. Em có cái khuyết điểm nào nữa không? Thật sự thì em không có biết nấu ăn. Không biết nấu ăn. Em không biết nấu ăn vậy có anh nấu em. Em yên tâm. Nói đại nói phải làm được nha. Để lấy được nhau về mốt là phải nấu ăn á. Em nấu được. Em ăn là khó okay. Lắm anh. Em ăn khó tính lắm á chứ không phải dễ để à, không nấu rồi mà còn ăn khó nữa. Bình thường ai nấu em ăn? Mẹ. Đâu phải ở với mẹ cả đời đâu cưng. Rồi mai mốt có chồng có con là ai nấu? Để nó ra tính chị. Trời ơi, cho chồng nấu cho ăn là mừng gần chết rồi. Cho gì ăn cái nấy đâu phải từ từ tập nấu chứ. Còn con cái nữa làm chi. Rồi lúc chồng ốm đau bệnh hoạn đâu phải lúc nào anh cũng nấu cho mà ăn. Dạ. Bớt bớt lại, ghi nhận. Nhưng mà nói được phải làm được nha. Dạ em làm được, em nói là em làm được. Rồi, tình trường thì sao? Dạ tình trường thì em trải qua có một mối tình duy nhất cách đây khoảng 5 năm. 5 năm? Dạ. Mối tình kéo dài bao lâu? Kéo dài khoảng 2 năm. Sao chia tay? Lúc đó quen nhau rồi còn ở dưới quê á. Rồi cái em nói là bây giờ đi lên Bình Dương làm. Cái người đó, người bạn đó nói là anh đi làm đi rồi em ở nhà em quen người khác. Kỳ vậy. Rồi từ đó là em sẽ chia tay luôn, em không quen nữa. Là tới giờ. Không có khích lệ tinh thần của mình đi mở mang cái sự nghiệp gì hết phải không? Dạ. Chưa yêu đó cưng. Rồi từ hồi lên Sài Gòn giờ không quen ai hết hả? Dạ không, lên đây em cũng chỉ lo làm, lo công việc. Nói chung là lo cho tương lai công việc, sự nghiệp mình trước á. Rồi, cho nên tốt, đàn ông thì nên lo sự nghiệp trước cũng tốt. Dạ. Thế còn em gái, bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, thì em có 2 mối tình. Một mối tình thì hồi thời đại học thôi. Nó cũng còn nít, còn nhỏ. Còn một mối tình thì cũng cách đây 1 năm. Thì đó là cái mối tình trong công ty. Em nói chung là thật ra sự là đó là mối tình đơn phương của em thôi. Đơn phương? Dạ. Rồi đơn phương rồi có nắm tay đồ gì chưa? Dạ, thì đơn phương mà sao nắm tay được chị? Ồ, vậy là chưa. Nhưng mà thật sự người đó rất là tốt. Rất là tốt. Họ biết em có cảm tình với người ta nhưng mà người ta vẫn tốt với em nhưng mà đủ cho em hiểu rằng người ta chỉ là tốt. Chỉ là bạn thôi. Đúng rồi, chứ không phải là để cho mình ngộ nhận. Không, tình cảm đâu cưỡng cầu được đâu em. Dạ. Hiện tại là anh ở dưới đây là anh ở với ai? Anh lên đây anh ở với ba mẹ. Ở chung với ba mẹ. Có nghĩa là cả nhà anh lên Bình Dương ở luôn rồi. À đúng em. Dạ. Ba mẹ anh vẫn khỏe ha? Vẫn khỏe. Dạ. Còn em ở đây em ở với ai? Em ở với gia đình em luôn. Em lúc nãy em nói quê em ở đâu? Gốc em ở Quảng Nam. À, em vô đây làm đâu chưa? Không, gốc của em là ở Quảng Nam thôi nhưng mà em sống và em sinh ra và lớn lên ở đây. À. Dạ. Món ăn này em ăn được không? Dạ được. Vậy sau này về anh nấu như vậy em ăn được không? Dạ được. Thật ra thì em chỉ làm đốm thôi chứ thật ra tính em cũng không phải là quá khó đâu. Anh có thích ăn cay không? Anh cũng thích lắm, anh ăn ớt nhiều lắm, một bữa cơm anh ăn một trái ớt. Dạ. Ăn thử cái con tôm này thử xem sao. Em làm việc chỉ là làm giờ hành chánh thôi hả? Đúng rồi, em làm giờ hành chánh nhưng mà thật sự thì tính cái công việc của em thì có thể là sau giờ làm việc á, buổi tối phụ huynh cũng có thể sẽ gọi điện để nhờ hỗ trợ trong cái lớp học. À. Tại vì chỗ em làm là về online á. Ví dụ sau này mình có đồng ý hẹn hò với nhau rồi chủ nhật một tuần mình gặp chủ nhật vậy được không? Ít quá ha. Ít quá hả? Ừ.
một tuần mà chỉ có một ngày thôi, thật sự là ít quá luôn. Cũng như em cũng đi làm, mà em cũng đi làm tới thứ bảy chủ nhật em mới được nghỉ, anh thì chủ nhật cũng được nghỉ, nhưng mà buổi tối em vẫn rảnh mà. Anh nói là từ chỗ anh đi xuống chỗ em 2 tiếng đồng hồ hả? Anh hồi sớm anh đi khoảng 2 tiếng. Là anh ở khu vực nào mà xa dữ hả? Anh ở khu công nghiệp Tân Nguyên, Nam Tân Nguyên á, Bắc Tân Nguyên á. Xa quá ha. Người ta nói yêu nhau chẳng ngại đường xa, mà em đây đó nó xa vậy em? Chứ giờ anh nói em một tuần chỉ có gặp nhau có một lần thôi. Ví dụ như anh nói chẳng là nó xa như vậy, nhưng mà anh có thể đến gặp em nếu như em muốn, hoặc là em cần. Hoặc là một tuần anh có thể xuống gặp em 2-3 lần, anh sẽ cố gắng. Ít ra như vậy thì còn được. Mà giờ mới có một lần thôi, một tuần thôi thì nó ít. Không mà nếu như em muốn thì anh cũng đến gặp được, rồi sau đó mình về mình đi làm rồi cũng sao. Anh đủ sức không? Sức khỏe anh được, với lại công việc của anh rất là khỏe, không có ảnh hưởng gì đến sức khỏe. Anh có hay có những cái niềm vui sở thích, ví dụ như là lâu lâu đi làm mệt quá xách xe đi phóng xe ra Vũng Tàu chơi kiểu như vậy không? Lúc nãy anh cũng có nói là anh cũng thích đi chơi đó, ít cứ đi chơi, nhưng mà thích đi tại vì không có ai để đi á. Nếu mà sau này có em á thì mình hai chúng ta cũng muốn đi thì mình cùng đi. Thôi xạo quá, sao tôi nghe là người ta muốn đi hẹn hò mà anh ngại anh không chịu lên. Tuần anh hẹn gặp có một lần, không, anh tháng gặp có một lần. Em cũng có nói mà chị, nếu mà mình kia muốn gặp thì em cũng sắp xếp thời gian em lên. Tại vì biết sao, mình mới yêu nhau mà. Nhiều khi nói thiệt á, không yêu thôi chứ yêu là nhớ nhau lắm, nhớ nhung lắm, rồi nhiều khi nói chuyện phải tha mấy gì chứ cũng ức chế lắm, đúng không em? Dạ. Mình cần gặp nhau chứ. Hôm nay bạn gái, em thấy bạn gái như thế nào? Người đối diện với mình như thế nào? Dạ thấy cũng dễ thương, nói chung cũng đạt theo cái tiêu chuẩn của em. Bình thường em có hay sửa soạn trang điểm đẹp như vậy không? Em thì chỉ căn bản thôi, chứ còn nếu như mà lồng lộn quá thì cũng không đến độ. Như vậy là lồng lộn hay vậy là bình thường hay vậy là? Vậy là hơi quá rồi đó. Hơi quá rồi đó hả? Em thấy bạn gái hôm nay vậy là trang điểm như vậy là nhẹ nhàng hay là có bị quá không? Dạ thấy cũng nhẹ nhàng cũng được chứ không có quá gì hết. Rồi thí dụ như bình thường hàng ngày người ta không có trang điểm lên nhiều như vậy, người ta đơn sơ giản dị hơn, người ta không có đẹp xuất sắc như bữa nay, thì em thấy sao? Mình có quan trọng về bề ngoài không? Dạ không quan trọng bề ngoài, nói chung là em không quan trọng, chỉ là cái mình trong lòng mình biết cái cách từ cư xử. Anh có câu hỏi muốn hỏi em là cái mục đích của em đến đây là gì? Thì mục đích đến đây có thể của em cũng giống của anh, là cũng muốn tìm một người phù hợp với mình và cho bản thân mình cũng như là người đối diện một cơ hội. Vậy em có bằng lòng, em có chịu cùng anh thực hiện mục đích của mình không? Câu đó không trả lời được, sẽ trả lời qua nút bấm. Đây là lúc để mình trải lòng, 30 giây để nói lòng mình chứ không phải 30 giây để hỏi lòng thiên hạ. Có muốn nói gì trước khi đưa ra quyết định không? Không có thuyết phục là cơ hội sẽ mất. 15 giây còn lại, mời em. Em muốn hỏi anh một câu hỏi nữa là giữa anh với anh, gia đình và những cái mối quan hệ khác thì nó như thế nào? Ví dụ như công việc của anh và gia đình của anh thì cái nào quan trọng hơn? Nói chung là gia đình nó quan trọng hơn. Công việc thì mình mất công việc mình có thể tìm công việc khác được. Còn gia đình thì mình phải giữ cho gia đình của mình trước. Và nếu như một lúc nào đó em cảm thấy mệt mỏi trong công việc, sẽ có lúc em rất là khó chịu, em không muốn gặp anh, em bực mình lắm, thì những lúc như vậy anh sẽ cư xử như sao? Em không muốn gặp anh thì anh phải tìm cái cách nào đó để gặp em, để mà nói chuyện với em, để cho em dơi đi cái nỗi buồn trong lòng. Hết 30 giây. Các bạn ấy không dành 30 giây để nói mà dành nghe 30 giây để hỏi. Đó cũng là một cách, tùy các bạn. Bây giờ đặt tay vào nút bấm đi các bạn. Thời gian ở chương trình mặc dù ngắn nhưng mà chị Tường nghĩ cũng đủ để các bạn cảm nhận về nhau. Sau khi chị đếm 3 tiếng đếm, nếu các bạn đồng ý bấm nút thì mình bấm mạnh vào nút bấm. Nếu không đồng ý thì mình lấy tay ra. Nên nhớ đây là nút bấm hẹn hò để yêu đương chứ không phải là kết bạn nha. Suy nghĩ thật kỹ, nhắm mắt lại. 1 2 3 Hết thời gian. Sao em bấm trễ vậy? Thì em nghĩ là cái gì mình cũng nên từ tốn thì nó sẽ hay hơn. Tại sao em bấm sớm vậy? Tại vì thấy em thấy trong lòng của em nó... Không cần phải suy nghĩ nữa. Dạ, không cần. Mời hai bạn bấm tay đi các bạn. Bây giờ chúng ta trở thành bạn trai bạn gái rồi nha. Và đến với chương trình thì đương nhiên sẽ có một kỷ niệm dành cho hai bạn, đó là một nụ hôn. Đương nhiên hai bạn tự hôn nhau. Anh xin phép anh hôn em.
hôn tay được không chị? Không, hôn má, hôn trán, hôn tóc, hôn mặt. Hôn tóc. Xin gửi tặng hai bạn những chiếc vé xem phim của hệ thống rạp 212 Lý Chính Thắng. Đây là rạp phim Cinebox ha. Đến đây sẽ cùng thưởng thức những bộ phim hay, có những không gian để trò chuyện tâm sự cùng nhau. Bây giờ thì Cát Tường xin chào tạm biệt cả nhà thôi. Chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất quen thuộc của chương trình Hẹn Ăn Trưa nha. Và chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất quen thuộc 10 giờ sáng thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 12 giờ thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần trên kênh MyTV. Đừng quên nhấn subscribe quý vị nha. Xin chào và hẹn gặp lại.